À, bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn món đặc sản quê hương Quảng Nam nha. Đọt bí luộc xong rồi trộn dưới hành phi với đậu phộng, đơn giản nước mắm ớt tỏi thôi à, mà ngon, ăn hết cơm á, ngon quá trời ngon luôn. Này á, đơn giản ngon mà rau thèm lắm luôn, ở đây không có bán thèm lắm đó. Bên đây mình nấu cái món đặc sản đặc biệt của quê hương Quảng Nam, là món đọt bí luộc trộn. Đây là bí mình đã rửa sạch hết rồi, lặt xong rửa. Cái nào mà mình nó cộng nó có lông lông là mình tước với cái vỏ ngoài. Đặt bên này là ngọn bí, ngọn mướp, bông bí, bông mướp gì là mình làm chung hết luôn vô. À, nấu nước sôi, đã sôi rồi bây giờ bỏ vô luộc xong là mình sẽ trộn. Món này ăn là ngon bá cháy luôn á. À, ở đây á, thịt cá thì mua có chứ cái này là hiếm lắm, hàng hiếm không có mua đâu. Mình qua nhà cô đó của chồng nên mình xin được mớ về mình làm mình ăn nè. Món này làm mà rất đơn giản. Lặt rửa sạch nước sôi cho vào luộc. Đó, luộc cho nó chín, mình thấy nó chín vừa cái là mình vớt ra. Vắt ráo bỏ vô trộn thôi mà ăn là hết cơm luôn á. Ăn cái này là nhớ quê hương Quảng Nam luôn. Không biết luộc đọc cái luộc này mình có chấm mắm cái mắm nem ăn cũng rất là ngon, mà mình thì là hôm nay không có chấm mắm nem, mình thích trộn hơn. Nhưng mà mình phải cũng để ít lại cho ông xã mình thích chấm mắm nem, cho nên là này chia hai phe, một phe trộn một phe chấm mắm, ăn đơn giản nhưng mà rất là ngon nè. Cái này mà nó có nhiều bông nữa thì ăn nó ngọt, nó bùi, nó thơm hơn, nhưng mà không có bông. Này cái này xin của nhà cô Bảy bên hàng xóm bữa mình qua xin đó, nên mùa này nó cũng hết bông rồi, không còn ít bông mướp, hai bông mướp rồi. Có bông mướp này nữa. Này đã luộc cho nó chín xong cái mình vớt ra để cho nó nguội ra vắt ráo. À, bây giờ nó chín rồi nè, mình bóp cái cọng mình thấy nó chín rồi. Cái rau này thì nó cũng non nên nó mau chín. Này chín xong mình tắt bếp mình vớt ra để vắt ra cho nó ráo cái mình trộn nha. Đặc sản quê hương Quảng Nam, đọt bí luộc chấm mắm cái hay là trộn. Kia luộc chín rồi để nguội, bây giờ mình vắt cho nó ráo. Ráo rồi là mình sẽ trộn nha. À, mình vắt rồi bây giờ thì mình sẽ trộn. Trộn thì rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon. Thì nước mắm ớt tỏi, nặn thêm chút chanh vô. Rồi hành phi, có đậu phộng. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên và thưởng thức món đặc sản quê nhà. Cho nước mắm vô. Mình cứ trộn vừa mình ăn thôi. Mình cho như mình thấy cảm thấy vừa thôi. Cái này mình bỏ theo con tim thôi chứ không có liều lượng gì hết á. Cho ít hành phi. Ai muốn ăn có dầu bé bé thì mình khử thêm chút dầu vô, còn là mình cho hành phi sơ sơ chút xíu thôi. Mình không thích ăn béo lắm. Rồi trộn đều lên. Mình trộn đều lên rồi mình sẽ cho đậu phụng vô. Đó. Rồi vậy đơn giản nghe cho nó ngon á, ngon. Mà thứ này hiếm nè, thịt cá ở bên đây nè à, dễ mua chứ cái này hiếm, không có, chợ không có bán nè. Ở đâu không biết chứ, tiểu bang mình là chợ không có bán luôn á. Cái này đặc biệt là nhà trồng thì mới có. Nhưng mà đi sinh chế của nhà cô hàng xóm mới có đây chứ lúc nào mình không có nữa nè. Rồi, trộn đều thấm gia vị rồi. Cho mớ đậu phộng vô. Ui, ngon quá xá luôn. Đã chưa nè, đó. Mình thử miếng nè. Ngon quá. Hấp dẫn. Ngon.